Thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh được chúng tôi vừa cập nhật đến 17 giờ hôm nay. Trong ngày hôm nay, Bộ Y tế đã công bố thêm 22 ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại Long An vào hôm qua, ngày 24 tháng 6. Như vậy, tính đến 17 giờ hôm nay, tỉnh Long An đã ghi nhận được 63 ca dương tính, trong đó có 48 ca dương tính trong cộng đồng và 15 ca dương tính cách ly sau khi nhập cảnh. Theo đó, 21 ca dương tính được công bố vào trưa nay có mã bệnh nhân từ 14324 đến 14344, trong đó có 18 bệnh nhân được phát hiện tại ổ dịch con hẻm tổ 3, xã Phước Lý, huyện Cần Chuột, và 3 bệnh nhân còn lại là công dân công ty Jinsen, huyện Bến Lức đã được công bố nghi nhiễm trong ngày hôm qua. Trước đó, vào sáng nay, Bộ Y tế đã công bố ca dương tính mang mã số 14250. Đây là trường hợp nữ 31 tuổi, nhân viên của một công ty nhựa tại nước Hòa, đã tiếp xúc gần với một tài xế cùng công ty là bệnh nhân 13499 được thành phố Hồ Chí Minh phát hiện. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trong và ngoài địa phương, lãnh đạo tỉnh Long An khuyến cáo đến mọi người dân phải hết sức cảnh giác và nâng cao ý thức phòng bệnh lên mức cao nhất, chủ động khai báo y tế với chính quyền địa phương và ngành y tế khi đi qua hoặc về từ vùng dịch, đồng thời nghiêm túc thực hiện các biện pháp 5K ở nơi đông người, hạn chế tập trung đông người, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.